Chào các bác nhá. Tiểu bác bọn em quạt đi sơn. Hàng này sản xuất tại Nhật nhé. Model là AM06. Thì đi kèm với có một cái điều khiển chính hãng theo quạt luôn. Đấy. Thì trên khiển này thì mình có thể điều chỉnh tắt bật này, tăng giảm gió này. Quay hoặc là không quay này và điều chỉnh hẹn giờ. Model này thì có cánh gió là 300 nhá. 300. Đấy. Model quạt đây. Đi sơn nhá. Model là AM06. Điện 100. Công suất là 28W. Cân nặng là 1,9 cân. Quạt chạy rất êm. Bật thử các bác xem nhé. Đang ở tốc độ 10. Có 10 tốc độ nhé. Có thể điều chỉnh bằng điều khiển. Tốc độ 10. Quạt chạy rất là êm mái. Không như quạt cây kìa. Nên là tốc độ xuống nha. Số 1 này ví dụ mình để trong phòng điều hòa hoặc là thời tiết mùa thu mình có thể điều chỉnh điện gió nhẹ vừa phải thôi. Chạy rất êm không có tiếng động luôn. Này. Đấy. Thể hẹn nhiệt độ hẹn giờ luôn được. Đấy. Em đang để chế độ hẹn giờ. Đấy. Thời gian hẹn tối đa là 9 giờ. Tăng tốc độ gió lên nha. Gió mạnh và êm.